Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Vũ Bích Ngọc, trong buổi phát trực tiếp này bạn có thể ủng hộ trang của tôi bằng cách tặng sao một món quà kỹ thuật số để hỗ trợ tôi kiếm. Lô anh em. Này lên hơi muộn người ơi, chào Huy Ngô nhá, chào Lục Viết Lâm nhá, hello Đặng Ngọc Hà Vi, hello Kiến Phúc nhá. Ui dồi, Kiến Phúc mặt dài như trái cà, lúc gọi mình chị thôi. Lương Cày, hello người đẹp. Chào Lương Cày nhá, chào Nguyễn Trương nhá. Mặt già với trưởng ra nể luôn. Cái thằng này hello Ngọc Vũ to, cút ngay nhá. Rồi hình lại Hưng nhá. Tín thế là cái gì? Tín là cái gì? Nói gì nói thẳng ra đi. Chào Đức Cơ nhá, chào Hoàng Lê Huy nhá. Anh em xem like, xem Vinh, lượt thích lượt share like đi anh em ơi. À, Hoàng Vinh láo à? Tức trở lại chị ý. Hôm qua mải đi cháy phố nên là off một hôm. Vậy là Ngọc vui tính. Chào Nguyễn Nam nhá. Idol sinh năm bao nhiêu? 1999 vậy à? Cày thế, nhà mình sinh năm 80 bạn Lục Viết Lâm ơi. Đặng Ngọc Hà Vi. Cái gì? Người ta có vợ rồi bà Cóc lại không tin. Nhưng mà có vợ rồi sao còn mà sinh năm bao nhiêu đấy, sao cứ gọi là chị vậy? Chào Vũ Quang Huy nhá. Đâu rồi kiểm duyệt viên của mình đâu nhở? Má mấy thằng thằng. Hoàng Vinh, em buồn ngủ à? Comment từ từ thôi để còn nhìn thằng nào mẹ láo tết là còn ban này. Thằng Dương Quốc Huy là một phát ban này. Thằng nào nữa? Đủ má comment nốt lên đi. Chào Sino Huy nhá. Chào Luân Thị Trường nhá. Lô Trần Bi nhá, comment từ từ thôi. Nguyễn Thanh Tiến, thích xem mỗi đầu like. Chào Đồng Luật nhá. Chán lắm, mấy thằng này suốt ngày cũng đi chán lắm. Chào Ngô Quân nhá, hôm nay chị sáng thế. Sáng là sao trời, hello Dương Bảo Trung nhá. Anh em xem like, xin là thích là share like anh em ơi. Chào Tài Nguyễn nhá, hello Tuấn Linh nhá. Hôm nay tỉnh nóng như kem và em không muốn nóng đâu. Thể mới Trần đầu Chính, lại nó tăng quá vậy Ngọc. Nói bậy, nói tục chửi bậy rồi, cay hay là cay. À. Ngọc ơi chơi ai không em? Ai vậy? Trời ơi. Anh Khải này tới quên Khải nó nhở? Khải nào nhở? Em quen không nhở? Kìa em gái kia nhìn thấy Vũ Ngọc vào trốn rồi nhỉ. Tăng ơi đâu là tăng luôn. Đợi anh tiếng rồi luôn. Thôi đi team 3 anh Khải ơi, đi team 5 làm gì trời. Đà Nẵng chơi Ngọc ơi, là tiền đâu. Bây giờ đầu tư cho Vũ Nhọc cái vé máy bay ấy đi luôn này. Trời ơi, donate chỉ chẳng chịu donate cho người ta gì cả. Suốt ngày rủ đi chơi bời thôi, chán đời không. Nguyễn Văn Quang nhá, lớn rồi lo làm ăn đi mấy ông cóc ơi. Chơi bời ít thôi. Chơi đủ má, làm cái đéo gì kêu dâm mày. Lộc đây rồi, còn 12 anh Khải ơi. Chào anh Lâm Cảnh nhá. À, lại còn Ngọc ngọt ngào nữa, người không ra người 90 lỗ đít còn Ngọc ngọt ngào nữa, nể luôn. Chào anh Nam Anh nhá, alo Hoài Sang. Nguyễn Thành Lộc, idol không chào em à. Chào Nguyễn Thành Lộc nhá, thằng Lộc trốn vào đây không ở ngoài kia để ban đi Lộc ơi. Cảm Thành Long 75 sao nhá, chào Thành Long nhá. Chào người ta xinh đẹp như này kêu bà cóc. Ủa? Chơi cúp đi à? Ủa sao ông Khải lại ao ra vậy? Nguyễn Nam Anh, cố vẫn giữ cuộc fan cứng của sếp. Chặt đây. Để chị gửi cho Lộc ấy, chị nhiều lần mới kết bạn quá à. Qua team 3 nhá, alo. Quá đơn đau. Tự nhiên mời mình vào xong là ao ra, ảo Phương thật đấy. Phương Hòa Sơn, còn do. Đâu rồi, Lộc đâu rồi. Chú bộ đội. Đây, mở slot cho anh em vào này. Cảm ơn thầy cháy, ok, vậy làm sao nhá. Đánh cúp đi à. Có đánh cúp á. Đánh cúp là có mời được nhau không nhở? À chắc có chứ. Thành đánh cúp Long, đi. Bà có...